Em ơi, hôm trước chị có mua cái khăn này của bên em, này muốn đổi sang mẫu khăn khác có được không? Dạ, hôm trước chị mua cái mẫu khăn quàng đũi cao cấp 990.000 đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. À vâng ạ, vẫn còn trong 3 ngày nên là chị có thể đổi sang mẫu khác cùng giá hoặc là giá cao hơn chị ạ. Ừ, chị đổi sang mẫu đắt hơn mà. Cái mẫu khăn thổ cẩm gì mà trên 2 triệu ấy. À vâng ạ. Ừ, tại cô chị đấy, chị mua hộ cô chị tặng ông sếp người Đức. Mà hôm trước cô chị xem trên web thì thấy ưng cái mẫu khăn đũi, về sau chị chạy ra mua luôn. Xong rồi về sau cô lại thấy cái khăn thổ cẩm của bên em ấy, thế là lại đòi đổi sang khăn thổ cẩm. Thế là chị lại phải đi đổi đây này. À vâng, khăn thổ cẩm thì chị xem ở phía bên này ạ, đây ạ. Dạ không biết là chị đã chọn mẫu khăn nào chưa ạ? À cho chị xem cái khăn thổ cẩm gì mà 2,50 triệu ấy. Chị cũng không nhớ tên nữa, đợi chị tí nhá. Đây này, cái khăn này này. À dạ đây là mẫu khăn dệt liền 2 đầu ạ, chính là mẫu khăn này đây chị ạ. Cái màu vàng này ạ. À. Chà, sao người ta tài thế nhỉ? Dệt được hoa văn như này luôn. Wow. Mà em xem cái khăn này có ok không? Để chị báo lại với cô chị cho cô chị yên tâm với. Dạ chị chọn cái mẫu khăn này là ok rồi ấy chị ạ, bởi vì là mình tặng cho sếp người Đức ấy, nên là mình cần một món quà vừa sang lại vừa mang đặc trưng của Việt Nam. Mà như cái khăn này thì sẽ được làm từ chất liệu cao cấp đó là tơ tằm và được dệt kỳ công bởi đồng bào người Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An, nên là mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình và còn có tính độc bản nữa ạ. Thế nên đây sẽ là một món quà vừa ý nghĩa vừa đẳng cấp để dành tặng sếp người Đức đây chị ạ. Ừ, chị thấy người Tây họ cũng thích khăn thổ cẩm nữa. Dạ vâng đúng rồi ạ, khách hàng Tây qua bên em thì đầu tiên là họ vào xem cái giá khăn thổ cẩm này đấy ạ. Thế em lấy cho chị cái này đi. Cái này là 2,050,000 phải không em? À đúng rồi ạ, nhưng mà bên em có chiết khấu theo hóa đơn nên khăn này sẽ được giảm còn 1,947,000 ạ. À ok, thế em xếp đẹp vào hộp cho chị nhé. À vâng, chị cứ yên tâm ạ.